Rồi chào bạn nha, sáng nay tiếp tục lên đường thăm 100 câu lương với lại 9 cái gặp chuột. Hồi hôm hôm qua thì 7 cái. Ủa đem về 1 cái hả? 8 cái à? Hôm mò đã quá đã luôn, bàn chuột cống nhỏ nữa. Sáng nay mò sao sướng hơn hôm cái cây. Theo tình hình nào nghĩ là sáng nay êm hơn ạ. Nhưng mà chưa biết, thăm mới biết. Hôm mò mấy con đường bự bự rút rút hàng sướng. Lôi gì mới đã là lôi mà cứng dây gì cũng phê. Đã, sáng nay giật ra dữ luôn nè. Thả câu lương thấy vậy chứ sướng lắm mà. Nhiều bạn thích cắm câu với mình khoái thả câu lương hơn. Thả câu lương hồi hộp hơn. Đi lại cứng ngắc không biết con gì dưới. Cắm câu thì khi lại nhịp nhịp biết con cá rồi. Thả câu lương thì dính gắn đồ các kiểu. Hôm khai trương hơn. Hai con gắn. Chính cái hai con, hai con gắn không mới ghê nữa chứ. Vậy mới lợi hại đó. Phao đầu tiên này nè, cái mương quyền thoại nè. Như dân phao có gì rồi. Không phải, phao hôm để đó. Nguyên si. Ê, kệ cái này mình không ăn đầu, mình không có bán trâu. Dạng phao mới này đã quá, hôm lương không có sảy, sảy có hai con à. Sảy hai phao à. Không có bị đứt lử. Chờ đợi kết quả sáng nay thôi. Đó ổng khai trương rồi. Sáng nay coi ai lụm hàng trước nha. Lôi đó, thẳng dây luôn rồi đó. Ủa? Lôi yếu mà. Hình như hiện tượng rồi, như vô hang rồi. Vô hang mà sao nhẹ quá vậy? Vô hang rồi. Rồi sảy rồi. Ồ cái hang. Tôi gọi xuống thử coi. Giò cái vậy. Ồ bóng lưỡng luôn rồi. Ôi. Nó lôi vô nửa dây cổng luôn á, nhưng mà sảy. Chết mẹ con. Để nó đi. Lôi rồi, lôi rồi. Không, lôi, lôi, dữ lắm cứng rồi. Sáng nước rút cạn queo luôn rồi. Không còn miếng nước nữa. Ủa, ồ, dây cột, bị dụ rồi. Cạn khô luôn. Tình hình sáng nay là thú quắc luôn. Sáng giờ hai mấy phao rồi. Gỡ thò lòi thú quắc luôn. Rồi, chờ đợi. Kỳ ta, hay là ở khu vực này nó khu cách ly quá vậy, nó không ăn không biết. Chắc dị quá. Dùng dịch, không dám ra đường. Núp nhà hết rồi. Giờ qua khu khác thôi. Sao đây? Hết dây cái coi. Ông dây thinh luôn, không hề nhúc nhích. Phải phao đây mà rớt xuống tới cái lỗ đó đã gì đâu. Có ai có hiện tượng rồi. Có ai. Vô bờ, vô bờ. Rồi, dữ lắm rồi, cứng luôn rồi. Nó quẹo ra rồi. Gọi này lụm xiềng, cứng như là dính xiềng rồi đó. Con đầu tiên nè, ê cái đầu cái gì đó. Lên đầu rồi nè. Nhìn nghính nè, cho kéo lên tí nữa rồi. Thấy rồi nè, phía bên đây nè, đó đó, ngón tay cái chạy xuống đó, nó. Đó, phải không? Trời ơi. Lương đầu tiên. Có nhớ rồi đó. Thấy có tinh thần lên đó. Có tinh thần chiến đấu rồi. Sảy nữa chứ. Đi lại mình thấy quéo dây qua bên những phê gì đâu. Sáng giờ lại là dùng dây không à. Nhất đầu tiên. Chỗ dữ quá. Ghê hồn. Vẫn không đi xa ha, cục. Có mùa sưng. Có cứng cứng là có mùa sưng. Sáng giờ hai cha con sủi lơ. Con nó hơn 100 gram. Không thấy lôi làm như có hiện tượng nữa. Ô sảy luôn mà trời, trời quấn thì ghê vậy ta. Xe vô cỏ thì ghê luôn. Sảy. Có hiện tượng. Hiện tượng. Hỏa.
Ghi lại không? Vô hang rồi. Vô ngay hang đó nữa rồi. Vô hang nữa rồi. Cái hang con này là sảy đâu 4-5 lần vậy. Hình như vậy này ghi dữ lắm, dây rồi, nửa dây rồi. Gì vậy? Đó 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 đó. Hốt bọc. Không thấy cái đuôi lương. Đó, ê, lương nhỏ chiếu. Có à. Dạng thẻ à. Cái này không phải lương trong hang ở đâu. Không phải đâu. Dương này lương con rồi. Chứ phải dương kia đã tới hàng hang phía bển. Sống này vậy? Ngắt sống gì nổi, gỡ lưỡi luôn nha. Lòi ra đó. Lòi gì dễ gỡ. Lương dạng hay ghê đi chứ. Như nghệ vậy. Con này đem khôi nghệ, cái khôi bổ nghệ. Lú lử thì con này. Hoàng. Quá trời nhỏ. Cho móc vô sạch thế vậy. Gọi cho. Gọi ra. Lụm. Về cho. Nãy giờ ông hai con mình chưa được con nào hết trơn á. Để chấp ông đi. Vô bao mày. Hồi lúc sau mình bắt lương bự. Còn không thẳng nữa bạn ơi. Phao đó như hôm sảy không kìa. Phao đó hôm thẳng mà không dính đó. Lòi ra nhánh vú sữa. Không phải. Phao đằng kia. Ờ, phao đằng kia. Nè, thẳng cỡ này nè. Lòi quéo cỏ luôn à. Cái cỏ nó nằm xẹp ra luôn à. Nãy lòi dữ luôn á. Lòi đè cọng cỏ xẹp xuống luôn. Bỏ dép mà cứng không bỏ dép. Rồi rồi vô khúc cây dính lương quá bự rồi. Vô khúc cây quấn vô khúc cây rồi. Nguyên con cá mập. Ừ. Gì kia gì vậy? Ra bán trà hả? Đu. Bự. Con nó gấp đôi hai con nãy rồi. Ồ, sáng ông làm có lý quá trời đó. Hôm mình gượt ổng, sáng nay ổng gượt mình lại rồi. Ôi ôi. Con này mới nè, mới chết luôn cái gì á. Mới à. Rồi nó xe coi này. Rồi con lương mới ngủm luôn á. Còn mềm xèo à. Còn nóng nóng nữa. Nó còn nóng nóng mà bạn không tin. Mới, con lương nó mới chết tí. Sang ông bà đó. Khó dính mà không lội. Lương thứ ba. Dạng tư gói. Vô bao mày. Sáng mình có nhiệm vụ quẩy lương. Đó, vô mày ít ba con thấy con lòi là phái ha. Phao tới này hôm sảy nè, hôm lòi vô mày xi mương ra nhánh vú sữa thẳng dây nữa không rồi sảy cái nghỉ ăn luôn gì có ăn đó chứ sảy nữa. Ông bệnh cứng rồi. Ông cứng rồi. Quá ké. Dính ra vào. Ây da trời ơi lúng. Sụp lỗ. Cá lóc bạn ơi. Lóc cốc cốc. Thổi qua luôn. Sụp lỗ cái giận thổi qua luôn. Rồi quẹo phải lụm con nữa. Dường xài. Lóc. Có cá rồi, có nhớt cá rồi. Có nhớt mới rồi. Sao ông làm im quá trời ta, 4 con rồi. Mình chưa có hiện tượng đâu nhỉ. Lóc luôn. Đồ lóc bự dư. Rồi. Cái kìm trong vỏ sách luôn. Hả? Cái kìm trong vỏ đây nè. Đèn.
có thêm món mới. Cá lóc này xấu đê tiện luôn nè, là lúc gỡ lưỡi mới phát hiện. Đây. Mỏ này đó bị tét mép nè, chắc cắm câu sảy nè. Cắm câu sảy giống gì chứ á. Nó gãy thàm dưới luôn rồi. Nó bể. Tét mỏ dưới nè. Sảy lần rồi mà dám ăn nữa hả? Cho mày chết. Cho bỏ túi đi, hồi nhớt không? Phao này hôm của mình nè. Đi lại mà ăn lương nằm chọc tức nè, dính đường cá lóc nhỏ nè. Rớt phao không? Gồ thấy dây dùng băng vậy ta. Sáng không ăn rồi. Chạy luôn rồi, hôm dính cá lóc nhát quậy quá quậy chạy luôn rồi. Ui. Có ăn rồi chứ không dính. Ồ chứ xài này bự. Hết biết không? Cái máy. Tới địa phận gặp chuột. Cơm cống cho. Cơm. Cơm cà lông cơm cơm. Địa phận gặp chuột, địa phận gặp chuột. Nhưng mà cũng có sọt vô cái phao lương. Lâu lâu cây sẽ xà cấy cái à. Thả 100 phao mà lội các bạn thấy ghê gớm luôn á. Sạc hán luôn. Lội xa chất lượng rồi móc bọc. Rồi. Địa phận gặp chuột. Ấy dạ lúng. Không sạch để luôn. Bắt chuột bự đi. Phao lương đâu? Phao lương đây. Phao lương đây mà dây còn y thinh. Một bọc gợi. Ê. Ê. Ê luôn 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 sống bự. Ôi chà bá luôn nội ơi. Xàm thiệt chứ. Nằm dưới cây dừa quá ấm mà. Có cắt hay gì đây? Cắt luôn đi. Khoan cho nó vô bao cái cắt nó chạy mất à. Không có đại luôn đi chơi. Đâu có khoan khoan nữa đâu. Thôi ơi nằm dưới cây dừa quá ấm mà. Dở lên nó tính nó sảy rồi nhầy. Giấy bạch bạch. Vô cũng khó hả. Bạch bạch mà y. Ngon lành. Dĩ đi khỏe. Này nó không muốn vô ta. Quéo vô. Con này khó xử lý quá chứ. Quéo cái đuôi lên không ở đụng cái đuôi là dãy. Nhét nó vô đi. Chết luôn. Đó đó là gò vô. Đó, hàng đầu tiên. Lỡ rồi cắt luôn. Đó, hàng đầu tiên của mình nha. Sóc nhăn, dục luôn phao cũ. Chơi lớn dục luôn. Dính đã kéo lên. Đây ba ta 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 ta. Hello mô tô xích lô. Không sập rồi, không sập rồi, không sập rồi. Đây là dính, là dính cống bự đó. Nhỏ hết rồi. Thôi thôi thôi. Nhóc cái máy lên không? Không rồi. Không rồi, không rồi. Thôi thôi, nhóc máy lên không? Không luôn rồi. Không luôn rồi, hết chuột cái gì rồi. Nhát rồi. Cái dưới đây không luôn. Rồi cái cuối cùng luôn. Có còn trên kia cái nữa. Không luôn. Hôm quần quá sợ cái gì. Để đi mơi bắt. Để đó chứ. Thấy phao này có hiện tượng rồi nè. Nó lôi bèo dẹt ra bên nè. Lôi dữ á. Qua để trên đây nó lôi nè. Lôi bèo dẹt ra chống lỏng nè. Ê. Ê. Lên 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 lên. Lương đâu? Ăn gì đây? Lương của tôi đâu? Ê chào bá luôn. Thấy chưa? Ôi ôi, giận nín luôn. Đó, thời của mình tới rồi nha. Cảm nổi. Vừa mới xảy vào kia. Ủa mới dính vào kia, qua dính phao này nữa. Hai phao liền. Vì là tới thời của mình nè. Chết. Chỗ có đóng chào quá đã. Bá luôn, bự hơn con mới dính nữa, giận nín. Lộn lộn gì? Con này mới chết. Trời ơi, còn, nó còn, chuẩn còn sống luôn á. Nhất nữa, nhà ngính luôn, ngư ngon ghê.
thiệt chứ. Kéo lên vậy đã, kéo lên và ngính phịch bụng lên. Hai con, he he. Chỗ im. Nó lòi cái phao gớt xuống mà cái bèo dẹt trống cái luôn. Bấy nó đi. Nghiên cứu xử lý. Cái thọt nó tại vô mà nó còn sống ngoát đợn cái. Cỡ lương này mà nó trong hang thọt vô là nó tát một cái rồi thôi thôi. Khổ phải nói tới luôn. Là sướng luôn á. Gỡ đường mang này cho dễ. Gỡ đường kia khó quá. Này gấp con dây ra nè, máu me không nè. Chết cái ổi máu à, ghê quá. Lú ra lên nè. Gỡ đường hỏng không được thì gỡ đường mang. Nói chung là tìm mọi cách để gỡ được lương. Nhằn tư không? Đó. Con này là bự nhất sáng giờ nè. Dằn nghín. Ui. Quá rồi quý ơi. Chơi lương kìa, lương cương cương. Không đi không có. Còn thứ năm, tại bữa nay thả quá nhiều phao mà. Cái trăm phao, lúc trước mình thả 50 mình thả có khu à. Giờ thả 100 thả hai khu, hết khu này trúng khu kia. Nặng nặng rồi nha. Nặng nặng rồi đó. Còn nữa, cái khu trên nó giữ. Mà sao hôm dính hết cũng chừng. Khu trên hôm dính lia lịa luôn, khúc cuối á. Sáng quay dâu cho bà con đồ sắp ruột chơi. Mình cũng sắp ruột luôn á. Không biết không. Đây nè cái mương này hôm nè. Thả 4 phao. 4 phao mà lâu dính 3 con luôn. Ghê thiệt, không biết sáng nay sao đây. Hy vọng là khu này trúng lớn nữa nha. Khu này thả cũng bộn phao à. Thả dày cui luôn. Chỗ này mình phao chàng mình phao nè, hai người đấu đấu đầu nhau nè. Chất quất hay gì vậy? Chỗ này em quá em không có luôn. Chỗ này cũng không có luôn, mương này không có. Dính mương sau lưng hết rồi. Nó gom qua mương kia. Rồi, xảy rồi. Rồi, không có hiện tượng mà xảy rồi. Vô hang. Vô hang nha. Chưa mà, chưa biết chứ nó xảy rồi. Xảy à? Rồi, gì xảy thiệt rồi. Để nó đi. Sáng nay khu vực này thất thủ rồi. Hôm làm 3 con hết luôn cái gì rồi. Sáng nay không có một con làm thuốc nữa. Phao cái này cũng hết rồi. Còn tầm chục phao nữa. Ơi, vớt vớt khúc chót vài con bự bự nữa cái. Móc phao không? Giờ lên xích trên. Chỗ hôm lụm đó. Phải không? Hình như hôm con để mương gì. Để mương hả? Ê, lôi lôi lôi. Ủa không phải. Không lôi rồi. Chết rồi. Tiếp theo là công tác chọc thèm. Lúc này nó bắt đầu vàng vàng lên nhìn sướng rồi. Màu đẹp rồi nè. Vừa quất vừa bìm bìm. Còn một tia hy vọng cuối cùng. Bụi lát huyền thoại. Vẫn cứng ngắt cái cây. Vô. Vô rồi. Vô rồi cái phao với con thò lòi. Kết thúc chương trình. Ồ, khúc cuối không có con. Bữa nay dính khúc giữa không à. Hôm dính khúc đầu với khúc đuôi. Sáng nay làm khúc giữa. Thiệt chứ. Chia ra quay hôm dính luôn khúc giữa luôn cho rồi. Sáng thì hai cha con mình đi bắt lương kiếm mồi, giờ tới tới 1-2 gao. Hẹn ít lá cách về ôm lương nha các bạn ơi. Cũng lâu rồi không có ăn lương ôm, thèm rồi. Mở lá cách nhưng hồi kiếm mở đọt mì nữa ha. Về nạo cái dừa béo béo, ăn bún đã. Lương rồi trúng bài luôn. Nhắc tới thèm rồi đó. Cái gì mà thèm về làm ăn liền là ngon rồi chứ không nói gì chăng.
Có người mới hái vậy thấy đọt ít xịt. Cái cách giặt khù. Đó. Nhiều ra lẫm rồi đó. Thêm mồi, thêm mồi, bổi. Thêm bổi, thêm bổi, bổi này miếng không? Tới non luôn. Khui thành quả sáng nay coi. Như năm lương. Năm lương với con cá lóc à. Với còn gì nữa không ta? Không. Hết rồi. Khui. Đó. Lương hôm bự hơn nữa. Đây nè nó, sáng mà được hai con bự nhất nha. Không nhiều nhưng mà nhỏ. Mình quất hai con bự chơi hai con cói. Đã gì đâu. Sống chưa? Chết hay vậy? Ôi uống trời. Chết luôn rồi con hôm nè. Đó, con này sống. Còn tu lạnh 6 con nữa. Chúng mánh mà. Hôm thăm mò đã luôn á. Lương này lương tới số. Rồi cho ra cái bồn. Có cái hồ nuôi quá các bạn. Nuôi nó lại. Đó, ghê chưa. Phui hết thành quả luôn, móc tủ lạnh ra luôn. Bụt đó không? Bụt kia. Chứ tủ đâu ăn đông mà. Còn sống được hai con à. Phải sống hết đó, con bự này thơm gâu rồi. Con này chết uổng. Hôm quần quá quần con này. Chán chết luôn. Đây có điểm hôm nè. Khui ra hồi ôm luôn. Ôm hết này rồi ăn sao hết. Đó. Đó. Bự nè, hôm bự nè. Ký lô hôm đó. Chà, này 2 ký mấy 3 ký vậy. Con thử coi, lỡ rồi. Ăn luôn. Còn gắn chung nữa. Gắn chung cũng 200 gram á. Đổ vô. Đổ đây 200 gram. Ui. Rồi, 2,6 kg cũng như còn 2,4 kg. 2,4 kg với con gắn kìa 200 g nữa coi như hãy gửi đi. Rồi, 2,6 cốp hãy gửi. Ghê chưa? Trúng mánh luôn á. Chứ thả cả 100 phao mà. Thả gấp đôi mỗi khi. Còn sống được hai con rồi. Còn thêm đây một nuôi lắc. Đây nữa nè, gỗ nữa nè không. Ôm luôn, lâu không ăn lương ôm. Hàng lọc sống. Mấy con này để dành ăn thịt từ từ. Sống hai con phải sống mang lương bự hết thôi mà. Chết con này hồi cho nó vô cái bồn huyền thoại. Để cho vô cho nó lóc luôn. Đâu còn lóc luôn. Rồi. Hết rồi. Hai con sống mà sáng có con sống gì hôm con đó. Còn nhiêu đây ngủm củ tỏi chứ. Tha hồ mà ăn. Hôm tính ra mình bắt lương bự không? Sướng. Ôi con hôm lương bự, con sáng bự con hôm nữa. Huê, lâu lắm mới cảm giác mò đã. Đêm hôm. Mà sáng nay lâu không đã. Không có khoa mà nó quýu chứ. Đêm hôm lôi khoa nào lấy múc cán quýu cỏ sướng. Ừ, giờ tới tiết mục làm thịt lương. Lương ngâm lá cách. Rồi hái thêm nắm lá mì nữa. Hết cái đống này về để rủ cả làng vô. Giờ chế biến thành quả sáng nay thôi bạn ơi. Sáng nay thấy nồi lương khủng bố chưa. 1, 2, 3, 4, 5 con. Nãy bán cái hàng xóm hết mới cũng được 100 mấy ngàn rồi đó. Gỡ vốn là được số lưới câu là dây rồi. Còn như hưởng xoáy. Con này sống nữa. Nhúc nhích. Nhúc nhích rồi nó cho mày nhúc nhích luôn. Rồi lên massage lửa cho mày. Lửa lên 5 con vàng nghính nè bạn thấy. Bán cái không ngon, ăn cái ngon. Nó nói với mấy con kia bự hoài ngon. Rồi để mấy con vàng vàng ăn cho nó sướng thôi. Mấy con này nhỏ. Sáng bán mấy con bự lắm. Mấy con kia bự hơn. Cá lóc nè. Lóc chết bỏ vô cốc dừa luôn. Đó, sáng sớm là hai cha con vô tiền rồi đó. 100 mấy em? 180 hả? Dư thùng bia rồi. Phần này chế biến ăn cơm. Lá cách giữ chờ vô. Lá cách với lá khoai mì. Nãy trong đây có bỏ ít muối đường bột ngọt với dắt cái dừa tươi vô bằng cái dừa khô chứ. Thì bắt lên bếp và xèo chín xuống là quất thôi. Nêm nếm lần cuối nữa.
lường nhau lại nó chuối với cái đám cỏ nó trơn rồi, thấy không, dẹt dẹt lên mới thấy được, hồi thả câu xuống là dính nó nữa đó. Cho lên bếp thôi, hâm nóng nó rồi. 2, 3 khui thăm cái bẫy này coi, bẫy này dính lương dữ à. Thấy trước tiên được cá lóc nè, đó lú đuôi lên nè. Lương nấu nước nhiều nhiều nữa, hồi chăn bún ăn cho đã. Lương nó chuối dưới các bạn phải bươi cỏ lên nè, mò lên nó dính đó. Thấy ngon chưa à, thứ nào chịu nổi. Này mà bới tô bún nha, đây làm miếng mắm chua hay nước tương cay cay cũng được. Chờ nguyên con lươn vô, để miếng lá cách chan miếng nước vô. Để nước trong chưa, để nó cút nhất, chút nào ăn hay để nó cút nhất vô. Đó, đùa bự nè, thằng khủng nè. Sướng, thứ nào chịu nổi thiệt chứ. Ngon lạnh mà. Lươn chuối dữ quá, ổ lươn luôn. Rồi, phần sau để mình chiến đấu cho... đây được rồi, phần sau này mấy bạn coi nữa bạn chịu không nổi đâu. Rồi anh đây cũng chào bạn nha, chúc tất cả các bạn xem clip vui nha. Đêm hôm thì hai cha con mình cũng như em ơi, kiếm được số tiền với lại miếng mồi ngon, bữa nào phục thù tiếp tục kiếm thò lòi. Giờ kiếm thò lòi hơi chua các bạn. Rồi gặp lại các bạn ở những clip sau nha. Sáng nay quất nồi này khỏi ăn cơm luôn, ăn lương trừ cơm. Trận tư quá đã, quá sức trận này, này là không phải quá sức mà là quá sướng trận này.